Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Xin chào anh em đam mê Liên Quân, chào mừng anh em lại đến với series câu chuyện về các lực lượng có trong tựa Liên Quân Mobile, nơi chúng ta sẽ tạm bỏ qua những cuộc đấu nơi chiến trường 5v5 để đào sâu vào bối cảnh và quá khứ để hiểu thêm về các lực lượng đã góp phần tạo ra một miền đất hứa đa dạng này nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp đến với các thành viên thuộc một nơi xa nhất so với trung tâm bản đồ miền đất hứa, đó chính là Vương quốc Rồng, với những thành viên vô cùng mạnh mẽ nhé. Ấy mà khoan đã nào, trước khi vô chương mục chính thì anh em đừng quên dừng khoảng chừng 12 giây để nhấn like, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh để tiếp thêm động lực cho mình nha. Cảm ơn anh em rất nhiều, còn giờ thì cùng nhau vào việc thôi. Let's go! Vương quốc Rồng được biết đến bởi một cái tên khác là Long Chi Quốc. Nơi đây tọa lạc tại ngay phần rìa phía bắc bản đồ miền đất hứa và nằm cùng ở một lục địa với sa mạc Gobi. Khác với những lực lượng đang trấn giữ trên miền đất hứa, Vương quốc Rồng được đứng đầu bởi một hoàng tộc danh giá. Cho đến hiện nay, vị trí hoàng đế đã được kế nhiệm bởi rất nhiều thế hệ và duy trì trật tự trong vương quốc. Tương truyền rằng vào thời xa xưa có hai con rồng cổ quản lý về sinh mệnh và trí tuệ. Chúng cùng nhau bảo vệ lục địa phương đông và biến nơi đây trở nên vô cùng giàu có và huyền bí. Thế nhưng vào lúc này, đế quốc Helios đã nhìn ra sự trù phú ở đây và chúng lập tức có tham vọng chiếm hữu lấy vùng đất này. Thế nên rất nhanh, đế quốc Helios đã bắt đầu phát động tấn công vào nơi đây. Mặc dù sau cùng thì kết quả bọn chúng vẫn bị rồng thần đánh bại và đuổi đi, nhưng thực tế đã cho thấy tham vọng của đế quốc Helios vẫn đang được tiếp tục qua nhiều thời kỳ. Và vì điều đó nên chúng đã gieo rắc một lời nguyên, khiến cho cát bụi hoành hành liên tục tại nơi đây. Cát vàng đã ăn mòn mọi thứ và khiến cho dân chúng rơi vào cảnh lầm than. Để có thể cứu lấy mảnh đất này, một con rồng đã chấp nhận hy sinh bản thân mình, đem thân thể của rồng hóa thành núi sông và dùng sức mạnh để nuôi dưỡng sinh mệnh. Và để duy trì sự trường tồn hạnh phúc ấm no của người dân, con rồng còn lại cũng đã dốc hết sức lực để xây dựng nên một bức tường thành vô cùng vững chắc bao quanh vùng đất. Và khi bức tường kiên cố ấy hoàn thành, thì đó cũng là lúc con rồng ấy đã biến mất trước mặt mọi người. Sau này mảnh đất đã trở nên có sức sống thì đã không còn một dấu vết nào của loài rồng nữa. Nhưng đột lại nơi đây đã có một cái tên mới, đó là Vương quốc Rồng. Sự tích về loài rồng cứ như thế trở thành một câu chuyện truyền thuyết trong vương quốc. Tuy vậy, mọi người vẫn luôn lưu giữ truyền thống cũng như bái rồng thần cùng lúc với tổ chức lễ hội mùa mưa đầy long trọng, hòng cầu mong rồng thần sẽ mang sức mạnh đến cho muôn loài, làm cho một năm mưa thuận gió hòa. Tuy nhiên, mùa mưa xuân năm nay lại không giống những năm trước, bởi vì bên ngoài biên giới lúc này, đế quốc Helios lại một lần nữa đang lăm lê xâm lược vương quốc Rồng. Trong hoàng cung hiện tại, việc tái lập thái tử cũng không hề diễn ra dễ dàng. Việc này đang gặp sóng gió không ngừng bởi sự tranh đấu của các vị hoàng tử và công chúa. Riêng thập công chúa Zoe và nhị hoàng tử Thần Cát là đang giúp đỡ nhau để ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Đây có lẽ là một cuộc tranh đấu vô cùng quan trọng và nó sẽ quyết định đến vận mệnh tương lai của Vương quốc Rồng. Vị tướng đứng đầu Vương quốc Rồng. Nếu phải nói đến người đang trị vì và có quyền lực cao nhất ở Vương quốc Rồng thì hiện tại không phải là Zoe. Tuy nhiên, cô nàng hiện đang là người công chúa thứ 10 trong hoàng tộc thuộc Vương quốc Rồng và là người được đế vương và dân chúng tín nhiệm nhất. Cũng chính là nàng công chúa thứ 10 nên Zoe còn được biết đến bởi cái tên Thập công chúa. Zoe từ khi sinh ra đã có năng lực trời phú về việc sử dụng kinh mạch để tạo ra cương khí và đương nhiên. Vì điều đó mà cô rất được vua cha cũng như đang là hoàng đế của vương quốc sủng ái. Tuy đã có tài năng như thế, cô nàng còn có sự nghiên cứu rất sâu về kinh mạch và thường xuyên tham gia vào những buổi hội thảo, mạch thuật trong vương quốc để mở rộng thêm môn hiểu biết của mình. Đền đáp lại được sự thăm hỏi và cố gắng của Zoe, ngay cả pháp bảo mạnh nhất của vương quốc hiện là lục hào phiến cũng được vua cha tin tưởng mà giao cho nàng sử dụng. Cứ mỗi 4 năm một lần, vào ngày lễ đại điển của vương quốc, Zoe đều cầm theo lục hào phiến múa những vũ điệu cầu cho mưa thuận gió hòa, vương quốc thái bình, người dân an yên. Bởi vì việc hoàng đế của vương quốc Rồng còn rất nhiều người con cháu, nhưng người mà ông coi trọng nhất lại chính là Zoe, nên điều này đã mang đến cho nàng không ít phiền toái và là nguyên nhân dẫn đến việc huynh muội trong hoàng tộc tung tan.
thân là người kế nhiệm hoàng tộc. Dù biết rõ đây là điều mà tất cả hoàng tử và công chúa đều khó tránh khỏi. May mà ngoài dung mạo xinh đẹp và quyền thế hơn người, Zue còn là một công chúa có trí tuệ và mưu lực đỉnh cao. Có lúc nàng ôn hòa và nhu tình như nước, nhưng cũng có lúc cô lại lạnh khốc và vô tình. Việc này tương tự như việc tính tình Zue, có lúc thì như thiên thần, có khi lại như ác quỷ Lasat. Zue lựa chọn phòng thủ luật chơi, không tiến lên thì chỉ còn có nước chạy trốn hoặc bị tiêu diệt. Cho nên, Zue kiên quyết muốn trở thành người được kế vị đế vương đời tiếp theo của vương quốc Rồng. Với nàng mà nói, để trở thành một đế vương, thật ra chẳng qua chỉ là tận dụng tốt nghệ thuật dùng người. Những vị tướng còn sinh sống tại vương quốc Rồng. Thành viên đầu tiên sinh sống tại Long Chi Quốc và giữ cho mình chức vụ một chiến binh, đó chính là vị chiến thần Lữ Bố. Khi Lữ Bố còn nhỏ chỉ vì muốn chiếm đoạt mẹ của Lữ Bố mà Đồng Trác đã nhận tâm thi triển thủ đoạn diệt tộc, máu tanh, bao gồm cả gia tộc và đương nhiên phụ thân của chàng cũng bị Đồng Trác sát hại. Lâm vào đường cùng, mẹ của Lữ Bố ôm chàng chạy trốn theo hướng cấm địa đường sâu, nơi đó chính là địa bàn của Long tộc sinh sống. Tuy số lượng Long tộc ít ỏi, nhưng trong lãnh địa này, Long tộc mới chính là bá chủ nắm quyền lực sinh sát. Mẹ của Lữ Bố với quyết tâm tha bị Long tộc hạ sát, còn hơn chịu ân sủng của Đổng Trác. Dù trên dưới thân thể nàng lúc đó đã có tới vài chục vết thương, mẹ của Lữ Bố vẫn thành công mang chàng trốn vào cấm địa. Sau khi gặp cự Long Fania, và đây cũng là người cha nuôi của Lữ Bố về sau này, mẹ của chàng liền nói ra tâm nguyện: hỡi chi tôn Long thần Fania cao quý, cả vương quốc của Rome đều truyền tụng sự vĩ đại và hùng mạnh của ngài. Hy vọng ngài có thể rủ lòng thương cho đứa con yếu ớt này của ta một con đường sinh sống. Khi nó lớn lên, nó sẽ hiếu thuận với ngài, coi ngài như phụ thân. Với việc số lượng Long tộc ngày càng ít ỏi, việc từ trên trời rơi xuống một đứa con thì chính xác đây là một đại hỷ sự. Fania tuy đã động tâm rồi, nhưng hắn vẫn chần chừ đắn đo. Loài Rồng vốn đã có bản tính rất ích kỷ, nên hắn chỉ muốn một mình hắn sở hữu Lữ Bố, mà ngoài ra không còn ai khác. Mẹ của Lữ Bố đã nhìn thấu tâm sự của Fania, nàng âu yếm xoa nhẹ khuôn mặt của đứa bé, đoạn lưu luyến nói lời từ biệt chàng, cũng không quên nhắc lại cho Lữ Bố mối thù diệt gia của mình và Đồng Trác. Từ lúc này trở đi, Lữ Bố trở thành đứa con độc nhất của Rồng thần Fania. Cũng từ đây, chàng được nhận truyền thừa từ huyết mạch của Rồng. Ngoài ra, Lữ Bố còn được truyền dạy những kỹ năng chiến đấu thượng thừa. Từ đó, năng lực chiến đấu của Lữ Bố tiến bộ nhanh chóng, uy danh của vị chiến thần nhanh chóng vang dội. Dưới trướng chàng có hàng loạt những mạnh tướng thuộc hạ trung thành, ngày ngày đầu đến gia nhập. Tuân theo ý chỉ của Fania, Lữ Bố nam chinh bắc chiến, đánh tan kẻ địch ở bốn phương. Tuy nhiên, vào thời khắc này, thế lực của Đổng Trác cũng chính là lực lượng ngăn trở tham vọng mở rộng lãnh thổ của Fania. Mắt thấy thời cơ đã chín muồi, Fania cuối cùng cũng đã nhắc nhở lại cho Lữ Bố biết về thân thế và cớ sự thê thảm của gia tộc chàng ngày xưa, nhằm khơi dậy sự thù hận của Lữ Bố với Đổng Trác. Dù về tình hay về lý, Fania cũng muốn mượn tay Lữ Bố diệt trừ chướng ngại này giúp mình. Cuối cùng, chiến thần bất bại Lữ Bố cũng không để cha nuôi Fania phải thất vọng. Chàng đã diệt trừ đến tên địch cuối cùng của phe địch, bao gồm cả Đổng Trác. Nhưng có một vấn đề đã phát sinh nằm ngoài dự liệu của Fania. Lữ Bố đã đem lòng yêu thương một thị nữ dưới quyền Đổng Trác, tên nàng là Điêu Thuyền. Lữ Bố nhờ thuộc hạ gửi một phong thư chuyển vào đến Rồng Chúa, nói rằng chàng đã chán ghét đánh đánh giết giết. Hơn nữa giờ đây, hắn đã tìm được tình yêu của đời mình. Rồng Chúa không thể ngờ rằng cô gái đánh cắp đi trái tim Lữ Bố lại là một người có trí thức rộng lớn, một ma pháp sư có thực lực siêu việt của Long Chi Quốc. Cũng chính Điêu Thuyền là người đã hóa giải Long tộc trớ chú trên người Lữ Bố. Trớ chú này có tác dụng luôn kích thích ý chí chiến đấu và sự khát máu trong người của Lữ Bố, thậm chí nó còn ngăn cản nhân tính của chàng. Sự hóa giải của Điêu Thuyền cũng dẫn đến việc khiến cho Rồng Chúa không thể nào khống chế được linh hồn của Lữ Bố nữa. Tuy nhiên, trong Long tộc tối kỵ nhất là phản bội. Chính vì thế nên Fania đã nổi trận lôi đình, hắn mang theo nộ hỏa hừng hực từ trên trời giáng xuống phủ đệ của Điêu Thuyền và Lữ Bố. Nhưng sự uy hiếp đến từ Fania chỉ đem đến sự phẫn nộ ngày càng lớn cho Lữ Bố. Lữ Bố canh chuẩn thời cơ, xuất ra mồn chiếu sát thủ khiến cho Fania bị trọng thương. Mang theo sự kinh hãi và không cam lòng, Fania nhanh chóng rút lui về cấm địa của Long tộc. Thành viên thứ hai chính là nữ pháp sư của vương quốc Rồng và cũng là người đã chiếm lấy đường trái tim của đệ nhất chiến thần Lữ Bố, đó là Điêu Thuyền. Đàn ông chinh phục thế giới, ta sẽ chinh phục đàn ông. Điêu Thuyền nói câu đó năm 15 tuổi, nàng đã chứng minh cho câu nói đó với nhan sắc của mình, cùng với nỗ lực học hỏi nghệ thuật múa lụa để dễ dàng có thể quyến rũ tất cả những ai hay ghé qua đại lộ Trường An. Một viên quan đã nói,
Cô gái này là hiện thân của tội lỗi từ thiên đường khi đã chứng kiến rất nhiều đàn ông đổ gục dưới chân nàng chỉ để tìm kiếm một ít mùi hương vương trên áo lụa điêu thuyền mặc. Và vị viên quan nọ cũng không phải là ngoại lệ. Ngay cả đệ nhất chiến thần nữ bố hùng mạnh cũng không thể cưỡng lại vẻ đẹp của điêu thuyền. Sự ảnh hưởng của nàng lớn đến mức chỉ với một cái trao mày của mình đã có thể khiến cho chiến thần nữ bố sẵn sàng ra tay với vị cha nuôi độc trác. Chỉ một nét thoáng buồn trên mặt của điêu thuyền cũng đủ để nữ bố trừng trị kẻ phạm lỗi. Điêu thuyền xinh đẹp nhưng cái đẹp đó cũng tương xứng với dã tâm trong lòng của nàng. Các anh hùng khắp thế giới đến thách thức nữ bố để có thể gạt điêu thuyền về tay, nhưng đa số bọn họ đều bị hắn hạ đòn ván ngay lập tức. Thậm chí đến những nhóm người tập hợp cùng nhau và cũng chịu chung số phận bị nữ bố đánh bại. Thấy kẻ địch ngày một nhiều thêm và khát khao chiến trận của nữ bố ngày một lớn dần, điêu thuyền lặng lẽ rời bỏ người đàn ông yêu nàng tha thiết trong một sáng trời mưa bão. Và trên đây chính là câu chuyện của lực lượng Vương quốc Rồng, một lực lượng khá ít tiếng tăm và tách biệt với các thế lực khác, cũng như không tham gia quá nhiều vào trận chiến giữa các phe phái. Step 1, wake up really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, grow hard about what you want to do. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight an eye from the demons, yo. Negative thoughts, a poison they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 The pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. How did I feel like this? I'm a moron.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror and he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up, so